Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với channel OVBiz. Như vậy sau rất nhiều lần thay đổi thì Bộ Công an đã kiện toàn được nhân sự, trong đó có Bộ trưởng Lương Tam Quang và 6 thứ trưởng. Để biết 6 thứ trưởng Bộ Công an hiện nay là ai, sự nghiệp như thế nào và quê quán ở đâu, xin mời quý vị đón xem. 6 thứ trưởng Bộ Công an hiện nay là ai, quê quán ở đâu. 1. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ là thứ trưởng thường trực Bộ Công an, đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. Trần Quốc Tỏ sinh ngày 28 tháng 1 năm 1962 tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, là con út trong gia đình có bốn anh em trai, Vinh, Quang, Sáng, Tỏ và hai chị gái. Ông là em trai của cố đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an 2011-2016, Cố Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2016-2018. Tháng 9 năm 1987 cho tới tháng 3 năm 2007, Ủy viên ban chấp hành Đảng Bộ Công an huyện Kim Sơn, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm năm 1989 cho tới năm 1994. Trưởng Công an thị trấn Phát Diệm năm 1994 cho tới năm 1999. Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, Phó trưởng Công an huyện, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kim Sơn năm 1999 cho tới năm 2005. Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Bí thư đảng ủy, Trưởng Công an huyện Thứ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Tháng 11 năm 2011 cho tới tháng 2 năm 2014, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ Tổng cục, Bí thư Đảng ủy cục, Tránh văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Hàm Thiếu tướng Công an Nhân dân năm 2013. Từ tháng 3 năm 2014, được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng điều động giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Thái Nguyên ngày 20 tháng 5 năm 2020, được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Ngày 4 tháng 6 năm 2021 đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị Đảng khóa 13 về việc chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Bộ Chính trị chỉ định ông Trần Quốc Tỏ làm Phó Bí thư kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 6 tháng 1 năm 2022 được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký và trao quyết định thăng cấp bậc từ Trung tướng lên Thượng tướng. 2. Trung tướng Lê Quốc Hùng là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách đối ngoại, pháp chế, cải cách hành chính, tư pháp, khoa học, chiến lược và lịch sử công an, xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, hồ sơ nghiệp vụ cảnh vệ, Ông sinh ngày 20 tháng 8 năm 1966, quê quán tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông có học vị tiến sĩ học viên cảnh sát nhân dân, bằng cao cấp lý luận chính trị, cử nhân quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ông bắt đầu sự nghiệp tại công an tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó tháng 11 năm 1985 là học viên trường công an Bình Trị Thiên. Tháng 11 năm 1986 là cán bộ trinh sát hình sự kinh tế công an huyện Hương Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 10 năm 1988 được cử đi học tại Học viện Cảnh sát Nhân dân tại Hà Nội. Tháng 10 năm 1993 là Cảnh sát khu vực rồi cán bộ tổ chức chính trị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Tháng 7 năm 1995 là cán bộ tham mưu Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Tháng 9 năm 1999 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tránh Văn phòng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế rồi Tránh Văn phòng từ tháng 12 năm 2000. Tháng 11 năm 2007 được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2010 được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 do lập được các thành tích xuất sắc trong quá trình công tác. Ngày 10 tháng 8 năm 2015 được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thay cho Thiếu tướng Mai Văn Hà, sau này là Trung tướng, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân. Trước đó cùng ngày, Thiếu tướng Mai Văn Hà đã được điều động ra công tác tại Bộ Công an và giữ chức vụ Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị, Bộ Công an sau đó ông lần lượt, lượt được chỉ định vào ban thường vụ tỉnh ủy và được bầu bổ sung làm ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 2016, chúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa 7 đại diện cho đơn vị bầu cử huyện Nam Đông. Ngày 8 tháng 11 năm 2018, sau khi Bộ Công an được tổ chức theo mô hình mới, ông được Bộ trưởng Bộ Công an điều động đến nhận công tác tại cơ quan ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Năm 2019 được Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam ngày 29 tháng 4 năm 2020 được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Ngày 1 tháng 3 năm 2022 được Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm Trung tướng Công an Nhân dân Việt Nam. 3. Trung tướng Lê Văn Tuyến Hiện giữ chức Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Trung tướng Lê Văn Tuyến sinh năm 1973, quê ở xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Ông từng là Phó Cục trưởng Cục Tham mưu Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân. Tháng 12 năm 2017, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông. Tháng 12 năm 2019, được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Tháng 3 năm 2021, đảm nhận giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Đến ngày 17 tháng 1 năm 2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với hai đồng chí là Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, các bộ, ban, ngành trung ương và cá nhân đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, rèn luyện, giúp đỡ, tạo điều kiện để hai đồng chí phấn đấu, trưởng thành, trở thành người cán bộ lãnh đạo chỉ huy của lực lượng công an nhân dân. 4. Trung tướng Nguyễn Văn Long là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Thiếu tướng Nguyễn Văn Long sinh năm 1974, quê ở xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Ông tốt nghiệp Đại học Hệ Chính Quy, chuyên ngành Cảnh sát Kinh tế khóa D19, Học viện Cảnh sát Nhân dân. Quá trình công tác, ông từng giữ các chức vụ Phó trưởng phòng thuộc Cục Tham mưu Cảnh sát, trưởng phòng thuộc Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường thuộc Tổng Cục Cảnh sát. Tháng 5 năm 2014, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh. Tháng 11 năm 2018, được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh. Tháng 9 năm 2019, đảm nhận chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Tháng 1 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Long giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Ngày 17 tháng 1 năm 2022, Bộ Công an tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng về việc bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03. Thưa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Thiếu tướng Nguyễn Văn Long. 5. Trung tướng Phạm Thế Tùng, là ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, Phạm Thế Tùng sinh năm 1972, quê ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Ông tốt nghiệp thạc sĩ nghiệp vụ cảnh sát, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Từ năm 1994 cho tới năm 1997 là cán bộ phòng PC15 Công an tỉnh Hải Hưng. Kể từ khi Hải Hưng tách ra làm hai tỉnh là Hải Dương và Hưng Yên, ông đã kinh qua nhiều chức vụ tại công an tỉnh Hưng Yên, từ cán bộ phòng PC15, trưởng phòng PC15 đến trưởng công an huyện Khói Châu, Hưng Yên. Đến năm 2014, được bổ nhiệm làm phó giám đốc công an tỉnh Hưng Yên. Tháng 10 năm 2019, được điều động và bổ nhiệm giữ chức giám đốc công an tỉnh Bắc Ninh. Ngày 22 tháng 4 năm 2021, được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thay cho Thiếu tướng Võ Trọng Hải đã được Ban Bí thư điều động bổ nhiệm làm Phó Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 16 tháng 7 năm 2021, được Chủ tịch nước Phong Quân Hàm Thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam. Ngày 19 tháng 12 năm 2023, Thứ trưởng Lương Tam Quang thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định điều động ông đến nhận công tác và giữ chức Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an. Ngày 17 tháng 7 năm 2024, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Trung tướng Phạm Thế Tùng, Cục trưởng Cục A03 và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục C03 làm Thứ trưởng Bộ Công an. 6. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, là ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tham nhũng kinh tế buôn lậu, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Nguyễn Ngọc Lâm sinh năm 1973, quê quán tại xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ông tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên ngành cảnh sát kinh tế, học viện cảnh sát nhân dân. Ông từng giữ chức vụ phó tránh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Ngày 1 tháng 6 năm 2020, tại Công an tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Tránh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Cùng với đó, Bộ Công an cũng trao quyết định thăng hàm sĩ quan nghiệp vụ từ Thượng tá lên Đại tá đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1 tháng 6 năm 2020. Cùng ngày, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã công bố quyết định chỉ định bổ sung đại tá Nguyễn Ngọc Lâm tham gia ban chấp hành, ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh và giữ chức vụ bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh. Ngày 28 tháng 2 năm 2022, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, luân chuyển đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu C03. Sáng 12 tháng 4 năm 2022 tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định ông Nguyễn Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Năm 2023, ông được Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng ngày 17 tháng 7 năm 2024, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu C03. Trên đây là toàn bộ thông tin về 6 Thứ trưởng Bộ Công an hiện nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share đồng hộ Overbeast. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.